cô dâu gây gổ với mẹ chồng vì bị bắt thu hồi của hồi môn. Phản ứng của chú rể sau đó gây bức xúc cộng đồng mạng. Bây giờ em về nhà em sống em tôn trọng mẹ anh ấy. Gì mà không được à? Nhưng mà anh về mẹ anh không có tôn trọng em. Nhưng mà em mẹ làm thế là anh có xử được không? Cụ thể, ngay trong một đoạn clip đã xuất hiện lời qua tiếng lại của cô dâu và bố chồng. Bố chồng cho rằng cô gái là con dâu mới về nhà thì cư xử như vậy với mẹ chồng là không phải phép. Tuy nhiên, cô gái cũng không ngần ngại phản bác và cho rằng mẹ chồng thậm chí còn có ý định tác động vật lý với cô lại càng không được. Dường như mệt mỏi và khó xử với sự giằng co giữa mẹ và vợ, chú rể đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà lên tiếng. Mẹ là mẹ anh, bây giờ em về sống ở nhà anh thì em phải tôn trọng mẹ anh chứ, nhịn một câu không được à? Thế nhưng nàng dâu mới cũng cho rằng mình tôn trọng mẹ chồng thì mẹ phải tôn trọng cô, chứ không thể hành động như vậy được. Thậm chí cô nàng còn có vẻ khá bực tức và bỏ chiếc mấn ra khỏi đầu và nói, không có cưới xin gì hết. Tuy nhiên, do đám cưới đang diễn ra, khách đã đến đầy nhà nên mọi người khuyên cô dâu bình tĩnh, phải nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến tương lai của chính bản thân, cũng như những gì mà cặp đôi đã vượt qua để có thể đến với nhau. Nhưng cô gái lại cho rằng tiền bạc vốn là chuyện nhỏ mà còn không thể giải quyết thì sao khó có thể sống cùng nhau. Trước thái độ tức giận của cô dâu, chú rể nói với vợ, có mấy đồng bạc sao em suốt ngày tiền. Đáp lại, nàng dâu liền có thái độ phản kháng. Tại anh không có chính kiến riêng của mình à, cái gì anh cũng chỉ nghe mẹ thôi. Tuy vậy chàng rể cũng có lý lẽ của riêng mình, vì mẹ là người sinh ra và nuôi anh từ nhỏ, nên việc nghe lời mẹ cũng là điều hiển nhiên. Nghe những lời chồng giải thích, cô dâu không kìm nổi sự tức giận mà bật khóc. Có lẽ vì quá bực tức, nàng dâu còn cho rằng anh nên ở với mẹ cả đời, chứ lấy vợ làm quái gì nữa. Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù không rõ kết quả câu chuyện sau đó ra làm sao, nhưng hầu hết đều bức xúc vì cách xử lý của nhà chồng, đặc biệt là chàng chú rể. Một số khác lại phán rằng chính cô dâu mới là người sai, sai trong khâu chọn chú rể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.